Hà Tĩnh. Bây giờ sinh sống ở Nghệ An và tình cờ đến với Nutrikin là được anh Điềm giới thiệu. Cái sản phẩm Nutrikin là rất là tốt, còn được thực phẩm chức năng. Hai nữa cái mỹ phẩm đấy, mỹ phẩm em dùng, em da em có một cái làn da khô đấy, vì mùa đông này là cái độ ẩm ở Việt Nam nó cao đấy. Da là thường thường là nó tạo nên một cái rộp như kiểu là được chai đấy, bụi đấy. Và em dùng cái xà phòng của Nutrikin nhá, em tắm với cái dầu gội đầu đấy, rất là thích. Mà em mua về để em dùng tắm cho con nữa đấy. Tắm cho con là thích lắm, và da dẻ đồ các thứ nó lúc nào cũng trơn. Mà nó không có cái chất axit á, xà phòng nó không có chất axit. Mà em lấy về nước này dùng là thí nghiệm cái trung tính đấy, trung tính độ kèm độ kèm là không có một chất axit nào. Mà mấy người đến em thí nghiệm massage họ là xem là họ mua hết toàn bộ xà phòng. Anh nói về cái bệnh mắt với lại cổ thôi đi, về cái phần đó là em muốn cái life back ấy. Life back là ngủ được này, ăn được này, coi như cái trạng thái sức khỏe con người nó ổn định hoàn toàn. Mà cái lục phủ ngũ tạng con người là rất là tốt. Phần đó là đến cái age lock R2 nhá, là thoát vị địa điểm nó khỏe hoàn toàn luôn. Bây giờ là em hồi trước đây nói anh đang nhận biết là không ngồi được khoảng 15 phút, nhưng bây giờ em ngồi mấy tiếng đồng hồ em ngồi. Nên em cảm thấy rất tuyệt vời cái sản phẩm từ chỗ đó, cho nên là em đam mê là đến với công ty này là như thế. Mà sau đó em đưa mấy hộp lan bẹp về cho bà già nhà em muốn ấy, là bà già thấy thích quá mà đưa cho khắp nơi, cho mọi người mấy gói bà chị dâu uống vào bà nói là làm sao mà uống vào cảm thấy là cái thần kinh, cái tinh thần cảm thấy rất sảng khoái đấy, sảng khoái không có một cái cáu giận, nó giải tỏa hết cái stress trong người ấy. Thứ ba mình là chắc cái này là ấy đấy. Nên là mà vì cũng có điều kiện để mình tiếp xúc với sản phẩm, và sản phẩm mình chưa về Việt Nam đấy, thì mua qua thị trường Hàn Quốc thì cũng có phần khó khăn. Nên là sắp tới đây công ty sẽ vào Việt Nam thì em hy vọng là sẽ là cùng đồng hành với công ty Nutrikin. Mà phần nữa em ở nhà em cũng mở một cái spa để là làm rồi đấy, cùng chung cái máy Kanpanak spa đấy, là massage cho mọi người đấy, họ thích lắm, thích lắm. Vì cái sản phẩm này họ không có một chất axit, mỹ phẩm không có chất axit, nên không có một cái tác dụng phụ cho làn da. Từ đó mà mọi người họ đi cả cái tiệm gác họ là hút mùn để làm những việc khác, nhưng mà massage tuyệt đối đến em massage, bởi vì họ thích cái sản phẩm của Nutrikin.